Chưa thấy ai vào cả. Chưa thấy thả tìm ở lại này. Bùm bùm, la bùm bùm. Các bạn ơi, rất là xin lỗi mọi người, tại vì là có một vài trục trặc nho nhỏ cho nên là MV bị lên sóng muộn. Dự kiến là đúng 10 giờ sẽ lên sóng. Em không hối tiếc lần này, trong quá trình làm rồi thực hiện rất là vất vả. Khi mà ra mắt thì gặp rất là nhiều trục trặc, nhưng mà đến giờ phút này sát giờ up vẫn còn trục trặc, nhưng mà không biết làm thế nào cả. Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ thật là nhiều. Giang phải livestream để bảo mọi người chờ đợi một xíu. Giang đang ở công ty DreamS để thực hiện những khâu cuối cùng để tung MV lên. Hồi hộp quá. Đây là đạo diễn Trần Đình Long đang rất là tất bật chỉnh sửa. Trời ơi, mọi người cố gắng chờ thêm xíu nha. Nhiều tim quá. Không hối tiếc, lần này tiếp tục là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thiên Hạnh. Và lần này sẽ có một sự kết hợp rất là mới với cả một rapper rất là trẻ tên là Ati. Diễn viên của MV lần này là bạn Nguyễn Công Long, rất là đẹp trai. Và ekip DreamS, ekip của Mùa Để Yêu Thương tiếp tục là ekip thực hiện MV này, đang rất là hồi hộp chờ đợi phản ứng của mọi người trước MV này. Chờ xíu nha, MV đang trên đường lên sóng rồi. MV đang lên mọi người ạ. Bị trục trặc một xíu cho nên là giờ phát hành sẽ đổi thành 10 giờ. Mọi người cố gắng chờ tí nhá. Thì Giang sẽ off để cho MV lên sóng. Love you.